chào tất cả các bạn đã quay trở lại với livestream tại bệnh viện Thẩm mỹ Khang Nam. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng livestream một khách hàng về nha nha. Thì hôm nay mình tiếp tục livestream một ca là khách hàng này bị nhiễm tê tra kháng sinh rất là nhiều ha. Thì khi khách hàng tới bệnh viện Thẩm mỹ Khang Nam thì răng của khách hàng này bị nhiễm tê tra nè, rồi bị đục màu, xỉ màu cả hai hàm, mà hàm răng không được đều hoặc là với lại không được thẳng hàng, bị xô lật, nhất là cái hàm dưới bị xô lật. Các bạn thấy đây là một hàm dưới rất là xô lật, bị nghiêng rồi xoay răng rất là nhiều ha. Thì sau khi khách hàng này tới bệnh viện Thẩm mỹ Khang Nam thì sau khoảng trải qua quá trình khoảng từ 5 ngày đổ lại thì mình đã làm được một điều như thế này ha, các bạn đã thấy đấy. Đây là một hàm răng và kết quả mà mình đã đạt được nhé. Wow, thật là thay đổi rất là đẹp nha các bạn, từ một hàm răng không đều màu cho đến không đều răng, hàm răng bị xô lệch. Thì sau khi mà một xứ tại bệnh viện Thẩm mỹ Khang Nam mình có ngay một cái hàm răng gọi là bao nhiêu người mơ ước ha. Bác sĩ cho em hỏi là khách hàng này mình chỉ mọc khoảng 20 răng thôi đúng không ạ? Khách hàng này mọc mà ở trên là 10 răng và ở dưới là 8 răng và đã thay đổi toàn diện một cái cung hàm, cái cửa và cái cung răng màu sắc. Đối với khách hàng này, những cái khách hàng giống như khách hàng này là tức là răng đã bị nhiễm tetracycline, khi mà mình tẩy trắng thì nó không có lên được màu đúng không ạ? Bắt buộc mình muốn thay đổi thì mình chỉ có một phương pháp duy nhất, đó là bọc sứ đúng không ạ? Đó, các bạn có thể nhìn thấy một hàm răng thay đổi cực kỳ. Bác sĩ cho em hỏi là quy trình bọc sứ của bên mình thì sẽ diễn ra khoảng trong bao lâu để có được một cái hàm răng hoàn tất giống như hiện tại ạ? Quy trình để làm một cái răng sứ ha thì mình sẽ mất tầm 5 ngày đổ lại. Thì ngày đầu tiên chúng ta tới, chúng ta sẽ mất nhiều thời gian nhất, đó là mất khoảng chừng 3 tiếng để chúng ta mài cái răng đó cho nó nhỏ lại được sao đúng theo đúng cái cỡ và kích thước của Bộ Y tế đưa ra ha. Thì khi cái răng nhỏ vậy chúng ta mới bọc được một răng sứ vào. Thì mất một ngày đầu tiên mất 3 tiếng thì ngày thứ hai chúng ta sẽ phải mất khoảng chừng nửa tiếng để chúng ta thử sườn thôi. Thử cái sườn nó khớp với cái cung răng của mình. Ok, khách hàng ok với cái răng của mình mong muốn rồi, sau đó chúng ta đã đi hoàn tất cái sứ nó lên trên cái sườn đấy. Thì ngày chúng ta lại hẹn thêm một ngày nữa, đó là ngày để hoàn tất cái sứ. Thì cái ngày đó gọi là ngày cuối cùng luôn. Thì khi chúng ta ngày cuối cùng chúng ta đưa lên, khách hàng ok chúng ta sẽ gắn vĩnh viễn lại. Và nếu khách nào mà cảm thấy khó tính hay là không ưng ý về cái màu dáng hay hình sắc thì chúng ta sẽ gắn thử, có thể điều chỉnh được đúng không? Điều chỉnh không? Lại được hết tất cả. Dạ rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhìn tới một cái hàm răng thực tế nhất chứ không phải là qua hình ảnh nha. Dạ rồi, chị ơi chị có thể cười ra nhìn em nha. Đây là hàm răng thực tế ha, đây là khách đã được gắn răng vĩnh viễn rồi ha. Đây, chị cười tươi lên. Đó, nên các bạn đã thấy đây là hình thật và người thật ha. Thay đổi rất là nhiều nha, chỉ mới bọc sứ thôi. Hiện tại đối với bọc sứ sơ công tại bệnh viện Khang Nam thì mình có rất là nhiều ưu điểm nha các bạn. Răng này là toàn bộ là sứ thôi, nên mình có thể xài được vĩnh viễn, đồng thời bên bệnh viện cũng sẽ bảo hành cho các bạn là 10 năm nha.